Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. Bệnh thoái hóa khớp là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính hơn 10% dân số từ tuổi trung niên, tương đương với hàng trăm triệu người bị hạn chế khả năng vận động do bị thoái hóa khớp. Còn tại Việt Nam, thoái hóa khớp chiếm đến 10,41% các bệnh về xương khớp. Mặc dù thoái hóa khớp không gây ảnh hưởng cấp thiết đến tính mạng, nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn tới giảm khả năng vận động, thậm chí bị tàn phế việc trang bị những kiến thức về thoái hóa khớp là điều cần thiết nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh thoái hóa khớp, từ đó hạn chế những biến chứng mà thoái hóa khớp gây ra. Thoái hóa khớp là gì? Thoái hóa khớp là một bệnh mãn tính xảy ra chủ yếu ở người trung niên và người có tuổi. Đây là tình trạng tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn kèm theo những viêm ứng viêm, giảm lượng dịch khớp. Các sụn khớp là cấu trúc che phủ bề mặt của xương có tác dụng che chắn và đóng vai trò như miếng đệm giữa các xương. Thoái hóa khớp hay còn gọi là viêm khớp thoái hóa là tổn thương thường gặp nhất trong 100 loại tổn thương viêm khớp khác nhau. Cùng với sự trôi đi của thời gian, lớp sụn khớp dần bị thoái hóa trở nên mỏng đi và xù xì khiến cho lớp khớp không thể vận động tốt. Song song với đó là phần xương dưới sụn bắt đầu thay đổi các cấu trúc hình dạng bị sơ hóa, mật độ khoáng, sự bền chắc giảm sút rõ rệt, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Đối với trường hợp bị nặng, sụn có thể mỏng đến mức không thể che phủ toàn bộ đầu xương, xương dưới sụn bị cọ sát vào nhau, thậm chí làm bào mòn lẫn nhau khiến cho người bệnh vô cùng đau đớn khi vận động. Những nguyên nhân gây ra thoái hóa khớp, thứ nhất là do sự não hóa, thoái hóa khớp nguyên phát. Mỗi chúng ta khi còn nhỏ các tế bào sụn liên tục được sinh sản và tái tạo, nhưng khi trưởng thành các tế bào sụn bắt đầu không có khả năng sinh sản và tái tạo cùng với đó là sự não hóa của cơ thể. Dần dần các tế bào sụn cũng giảm chức năng tổng hợp chất lên sợi collagen và mucofisacrarit khiến cho chất lượng sụn kém dần, nhất là tính đàn hồi và chịu lực. Thoái hóa khớp là quy luật tự nhiên ai cũng sẽ phải gặp. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa, thói quen sinh hoạt, chất lượng cuộc sống mà sự thoái hóa đến sớm hay muộn. Yếu tố cơ giới, thoái hóa khớp thứ phát. Đây là yếu tố gây thoái hóa khớp nhanh hơn bình thường. Yếu tố cơ giới thể hiện bằng sự bất thường của lực nén trên một đơn vị diện tích của mặt khớp và đĩa đệm là yếu tố chủ yếu thoái hóa khớp thứ phát bao gồm các dị dạng bẩm sinh thay đổi diện tỳ nén bình thường của khớp vào cuộc sống biến dạng sau chấn thương u loạn sản làm thay đổi mối tương quan hình thái khớp và cuộc sống việc tăng tải trọng do cân nặng quá mức do béo phì và tăng tải trọng do nghề nghiệp các yếu tố khác di truyền cơ đệ già sớm nội tiết tuổi mãn kinh đái tháo đường ngoãn xương do nội tiết chuyển hóa bệnh gút da sạm màu nâu triệu chứng của bệnh thoái hóa khớp đau khớp người bị thoái hóa khớp thường bị đau khớp gối đau khớp ngón tay đau khớp háng đôi khi kèm theo triệu chứng cứng khớp cơn đau thường đau âm ỉ có khi thành cơn đau cấp sau khi vận động ở tư thế bất lợi người bệnh thường đau nhiều về đêm hay khi thời tiết thay đổi cơn đau diễn biến từng đợt có khi diễn biến đau liên tục tăng dần hạn chế vận động khi các khớp và cột sống bị thoái hóa khả năng vận động sẽ bị hạn chế một phần có khi hạn chế nhiều do phản xạ cơ cứng kèm theo bệnh nhân có thể không được một số động tác như không quay được cổ không cúi được sát đất một số bệnh nhân có dấu hiệu phá dỉ khớp biến dạng khớp thường không biến dạng nhiều như các bệnh khớp khác biến dạng trong khớp do mọc gai xương do lệch trục khớp thoát vị màng hoạt dịch các triệu chứng khác Thoái hóa khớp còn biểu hiện như teo cơ, ít khi vận động, có tiếng nạo xạo khi khớp cử động, vùng khớp bị tổn thương sưng to do tràn dịch khớp. Phương pháp điều trị thoái hóa khớp hiện nay có hai phương pháp chính đó là dùng Tây y và dùng Đông y. Tây y bệnh khớp thì chỉ có dùng các thuốc giảm đau, thuốc chống viêm. Còn Tây, y, Đông y thì hiện nay theo Đông y chữa thoái hóa khớp cổ truyền là lưu thông khí huyết ở gân xương đưa tà khí phong hàn thấp nhiệt ra ngoài cơ thể đồng thời bồi bổ khí huyết bồi bổ can thận cường kiện gân xương để đảm giảm đau để phòng thái hóa khớp tái phát hiện nay nhà thuốc đông y trung kiên đã bào chế thành công thuốc đặc trị xương khớp trung kiên điều thuốc điều trị hơn 300 loại bệnh về xương khớp khác nhau đã điều trị cho hàng nghìn người hàng triệu người khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp trên cả nước nhà thuốc đông y trung kiên địa chỉ phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy gọi ngay số điện thoại 01636 687 961. Nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn cách điều trị bệnh xương khớp hiệu quả nhất. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè thôi. Xin chân thành cảm ơn. Gân xương đưa tà khí phong hàn tấp nhiệt ra ngoài cơ thể, đồng thời bồi bổ, bổ khí huyết, bồi bổ, bổ can thận, cường kiện gân xương để đảm giảm đau để phòng thái hóa khớp tái phát. Hiện nay, nhà thuốc Đông y Trung Kiên đã bào chế thành công thuốc đặc trị xương khớp Trung Kiên. Điều thuốc điều trị hơn 300 loại bệnh về xương khớp khác nhau, đã điều trị cho hàng nghìn người, hàng triệu người khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp trên cả nước. Nhà thuốc Đông y Trung Kiên, địa chỉ Phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy gọi ngay số điện thoại 01636 687961 nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn cách điều trị bệnh xương khớp hiệu quả nhất. Bạn thấy thông tin này hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè thôi xin chân thành cảm ơn. Điều trị bệnh xương khớp hiệu quả nhất. Bạn thấy thông tin này hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè thôi xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn.